Xin chào các bạn RM. Tài liệu sau đây sẽ hướng dẫn các bạn khái quát về iBond, một trong những sản phẩm đầu tư ưu việt của Techcombank hiện nay. Trước khi tìm hiểu iBond là gì, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về trái phiếu doanh nghiệp dưới góc độ là công cụ đầu tư trên thị trường tài chính. Bạn có biết trên thị trường Việt Nam hiện nay, trái phiếu doanh nghiệp được xem là kênh đầu tư hấp dẫn, đều là chứng khoán, nhưng trái phiếu an toàn hơn rất nhiều so với cổ phiếu. Do trái phiếu là chứng khoán nợ, trái phiếu giúp người sở hữu bảo toàn vốn. Lợi tức trái phiếu ổn định và được xác định ngay từ khi phát hành. Giá trái phiếu và lợi tức không biến động hàng ngày theo thị trường như cổ phiếu. Dòng tiền đến từ trái phiếu ổn định và độc lập với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Thêm vào đó, so với cổ phiếu là loại chứng khoán không có kỳ hạn, trái phiếu có thời hạn xác định tối thiểu 1 năm. Một số trái phiếu còn có tài sản đảm bảo và trái phiếu thì luôn được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu trong trường hợp có rủi ro xảy đến với tổ chức phát hành. Đều là công cụ huy động vốn, nhưng trái phiếu và tiền gửi có nhiều điểm khác biệt. Tiết kiệm có kỳ hạn cố định, trái phiếu cũng được xác định trước ngày đáo hạn. Tuy nhiên, người sở hữu trái phiếu không bắt buộc phải giữ trái phiếu đến đáo hạn. Họ có thể chuyển nhượng cho người khác trên thị trường thứ cấp, cũng trả lãi suất định kỳ như tiết kiệm, nhưng lãi suất trái phiếu thường cao hơn. Bên cạnh đó, cơ cấu lãi suất của trái phiếu linh hoạt và thả nổi theo lãi suất thị trường, giúp người sở hữu nhận về dòng tiền cố định và không bỏ lỡ cơ hội thị trường như các công cụ đầu tư cố định lãi suất khác. Trái phiếu có thể biến động giá trong mức độ có thể lường trước được, do lãi suất của trái phiếu thường neo theo lãi suất tiết kiệm trung bình trên thị trường. Hơn hết, người sở hữu trái phiếu có thể đầu tư và kinh doanh trái phiếu. Sau thời gian nắm giữ, trái chủ có thể bán lại trái phiếu trên thị trường và hưởng lợi tức thực gửi cho thời gian nắm giữ. Như vậy, đứng dưới góc độ là công cụ đầu tư, trái phiếu doanh nghiệp có nhiều ưu điểm. An toàn nếu doanh nghiệp phát hành uy tín, đem lại thu nhập ổn định cho dòng tiền và lãi suất của trái phiếu đã được xác định từ trước. Lãi suất trái phiếu thường cao hơn lãi suất ngân hàng. Đặc biệt, trái phiếu có tính thanh khoản tốt do người sở hữu có thể bán lại trái phiếu trên thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn thường trung hoặc dài hạn, tức là từ 3 đến 5 năm, và yêu cầu vốn lớn. Để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp an toàn, nhà đầu tư cũng cần khả năng phân tích đánh giá doanh nghiệp. Thêm vào đó, trái phiếu doanh nghiệp ít phổ biến trên thị trường do không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Khối lượng của một đợt phát hành cũng là có hạn. Với những đặc tính trên, trái phiếu doanh nghiệp là công cụ được các ngân hàng yêu thích bởi các ngân hàng có quy trình thẩm định chặt chẽ, đội ngũ phân tích chuyên nghiệp nên có thể thẩm định được các trái phiếu an toàn. Họ cũng có khả năng tiếp cận được thông tin nhờ vào mạng lưới quan hệ rộng lớn để có thể lựa chọn các trái phiếu lợi suất tốt nhất. Bên cạnh đó, ngân hàng là tổ chức có khả năng đầu tư và cho vay dài hạn, chủ động được thanh khoản. Nhờ lợi thế vốn lớn, họ cũng có thể mua sỉ trái phiếu với giá tốt. Chúng ta đi qua một ví dụ để thấy các ngân hàng làm như thế nào để tối đa lợi nhuận khi đầu tư trái phiếu. Ví dụ, ngân hàng đầu tư vào trái phiếu Vingroup, lãi suất gốc 10% trên một năm, kỳ hạn là 3 năm. Sau một năm, ngân hàng bán lại trái phiếu cho tổ chức khác với lợi nhuận thu được là lãi suất gốc 10% trên một năm. Trái phiếu trả lãi coupon 6 tháng một lần. Do vậy, trong một năm nắm giữ, ngân hàng đã nhận được trước dòng tiền và tái đầu tư, thu về 0,25%. Khi bán lại trái phiếu, ngân hàng hưởng lãi suất chênh lệch khi bán lại là 1% trên một năm, nhân với 2 năm còn lại. Lưu ý, tổ chức mua lại trái phiếu hưởng phần còn lại là 9% trên một năm. Như vậy, tổng lợi nhuận thu được là 12,25% trên một năm, mức lợi tức cực kỳ hấp dẫn. Trong số rất nhiều ngân hàng đầu tư và kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường, Techcombank Group, bao gồm Techcombank và công ty con, có thế mạnh vượt trội về tư vấn phát hành, đầu tư và quản trị rủi ro. Techcom Security, TCBS, tư vấn phát hành trái phiếu cho những doanh nghiệp lớn nhất như tập đoàn Masan, Vingroup, Novaland, EVN với hơn 20.000 tỷ đồng mỗi năm, chiếm 42% thị phần tư vấn phát hành toàn quốc và đứng số 1 về thị phần trong mảng này. Nhờ vậy, TCBS tiếp cận được các trái phiếu tốt nhất trên thị trường. TCBS cũng dẫn đầu mảng môi giới trái phiếu với thị phần 82,33% năm 2017.
Với quy trình thẩm định chặt chẽ, qua nhiều khâu thẩm định, từ đội ngũ chuyên gia thẩm định, từ hội đồng thẩm định, hội đồng quản trị rủi ro, hội đồng đầu tư và cuối cùng, chủ tịch hội đồng đầu tư, Techcombank tự tin chọn lựa được những trái phiếu an toàn, phù hợp với khẩu vị rủi ro của Techcombank để đầu tư và nắm giữ. Vậy nên chúng tôi tin rằng Techcombank Group có lợi thế đầu tư trái phiếu tốt nhất thị trường. Và câu hỏi đặt ra là nhà đầu tư cá nhân có thể tham gia đầu tư trái phiếu hưởng lợi tức cao và an toàn như Techcombank hay không? Và bằng cách nào? Với vai trò là tổ chức cung cấp các giải pháp tài chính đáng tin cậy cho khách hàng, chúng tôi hiểu đứng trước một lựa chọn đầu tư, khách hàng luôn có những băn khoăn. Trước hết, đầu tư có an toàn hay không? Bởi tôi không có điều kiện thẩm định trái phiếu. Thứ hai, tôi không có vốn lớn như ngân hàng thì có đầu tư được không? Thứ ba, tôi làm thế nào nếu cần tiền bất chợt? Thứ tư, tôi nhận lợi tức bao nhiêu với quyết định của mình? Chúng tôi phát triển sản phẩm iBond cho phép khách hàng đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp uy tín và giải quyết những băn khoăn của nhà đầu tư. Về tính an toàn, Techcombank Group thẩm định những trái phiếu tốt nhất và mua với số lượng lớn, sau đó bán lẻ cho các nhà đầu tư. Các doanh nghiệp mà chúng tôi lựa chọn thường là các tập đoàn uy tín như Masan, Vingroup, Novaland. Các tổ chức mà chúng tôi đang đầu tư và ưu tiên các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường để tăng tính minh bạch cho nhà đầu tư. Thêm vào đó, chúng tôi cung cấp thông tin định kỳ cho nhà đầu tư về các trái phiếu mà họ đã đầu tư qua hệ thống SMS, email tự động. Đồng thời, chúng tôi có hệ thống online để liên tục cập nhật toàn bộ thông tin giao dịch của trái phiếu của nhà đầu tư để bạn có thể theo dõi hàng ngày. Đối với băn khoăn về vốn, chúng tôi chia nhỏ lô trái phiếu để các khách hàng có vốn từ 200 triệu Việt Nam đồng trở lên có thể đầu tư được. Khi đầu tư iBond, nhà đầu tư có thể thực nhận lợi tức lên đến 9% một năm nếu nắm giữ trái phiếu đến đáo hạn. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các giải pháp về thanh khoản giúp nhà đầu tư sử dụng dòng tiền mà không phải chờ đến đáo hạn, bao gồm: giải pháp thứ nhất, nếu khách hàng chỉ cần tiền trong thời gian ngắn và vẫn muốn giữ trái phiếu bạn đã đầu tư, khách hàng có thể mang trái phiếu đó để vay cầm cố tại Techcombank. Giải pháp thứ hai, chúng tôi niêm yết trái phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, giúp nhà đầu tư có thể mua bán trái phiếu tự do trên sàn giao dịch chứng khoán. Và hiện nay, khối lượng trái phiếu đang được giao dịch trên sàn chứng khoán đang là hơn 40 tỷ đồng một ngày. Cuối cùng, chương trình kinh doanh định kỳ của TCBS giúp giải quyết vấn đề thanh khoản cho nhà đầu tư. Vậy chương trình kinh doanh định kỳ là gì? Chương trình 1, chương trình iBond Plus và Pro đảm bảo khách hàng có thể bán lại cho TCBS vào thời điểm xác định trước với lãi suất xác định trước thông qua hợp đồng môi giới. Có 4 mức độ thanh khoản và lợi tức mà khách hàng có thể lựa chọn. iBond Plus, khách hàng có thể bán lại 2 lần trên 1 tháng vào ngày 2 và 17 với biểu lợi tức thực gửi theo từng tháng, cao nhất 7% một năm. Các ngày lẻ nếu đầu tư hơn 1 tháng hưởng lợi tức 1 tháng. iBond Pro 90, khách hàng có thể bán lại sau mỗi 3 tháng, lợi tức 5,9% một năm. iBond Pro 180, khách hàng có thể bán lại sau mỗi 6 tháng, lợi tức 6,55% trên một năm. iBond Pro 360, khách hàng có thể bán lại sau 1 năm, lợi tức 7,2% một năm. Hạn mức của chương trình kinh doanh định kỳ này có thể đáp ứng được nhu cầu bán lại trái phiếu của khách hàng mỗi ngày. Hiện nay, các sản phẩm iBond Plus, Pro 90, Pro 180 hay Pro 360 thường kết hợp với các sản phẩm bán lẻ như cho vay mua nhà, sổ tiết kiệm để cung cấp gói sản phẩm có kỳ hạn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng như Vinbond, Vinloan, MM. Đối với các khách hàng muốn lợi tức cao hơn và không cố định kỳ hạn đầu tư, khách hàng có thể lựa chọn chương trình 2 trong bộ chương trình kinh doanh định kỳ của TCBS, hay còn được gọi là iBond Bridge. Khi lựa chọn iBond Bridge, khách hàng có thể giữ trái phiếu đến đáo hạn, hưởng lợi tức cao lên đến 9% trên một năm, nhưng có thể giao bán lại cho TCBS hoặc khách hàng khác khi có nhu cầu. Khách hàng chỉ cần báo trước RM một thời gian hợp lý để tính toán, tìm đối tác giao dịch và thu xếp giao dịch cho khách hàng trên hệ thống iConnect của TCBS. Việc bán lại trước hạn được hỗ trợ bởi các yếu tố sau: 1. Lượng đối tác đông đảo, bao gồm cả TCBS và hàng ngàn khách hàng hiện hữu của Techcombank. 2. Lợi tức người mua, người bán hấp dẫn do không có phí trung gian. 3. Nhu cầu của người mua rất cao, lợi tức người mua thường cao hơn mua từ TCBS. Lượng trái phiếu TCBS phân phối là có hạn. 4. RM có thể sử dụng công cụ hỗ trợ tính toán lợi tức
và giá giao dịch cho cả người mua, người bán trên trang isvisual.tcbs.com.vn. Hơn 14.000 khách hàng đã mua trái phiếu tại Techcombank ở khắp 45 tỉnh thành với giá trị lên đến gần 38,5 ngàn tỷ đồng và 100% nhu cầu thanh khoản của họ được đáp ứng nhờ iBond. Đối với khách hàng, iBond giúp khách hàng tiếp cận các trái phiếu hạng nhất trên thị trường độc quyền tại Techcombank, hưởng lợi tức cao và thực gửi cho thời gian nắm giữ, thanh khoản linh hoạt. Lúc cần tiền có thể sử dụng một trong ba cách: vay cầm cố, bán trên sàn chứng khoán và chương trình kinh doanh định kỳ của TCBS. Đối với các bạn RM, các bạn lưu ý, chúng tôi đã phát triển hệ thống nền tảng hỗ trợ toàn diện cho các bạn. TC Wealth, công cụ thiết lập kế hoạch tài chính online Robo Advisor đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. iAdvisor, công cụ tư vấn tài chính giúp RM kiểm tra hạn mức và để mô giá và lãi suất cho khách hàng. iSupport, thư viện và cổng hỗ trợ trực tuyến dành riêng cho RM. Tại đây, bạn có thể kiểm tra tình trạng kích hoạt tài khoản TC Invest của khách hàng, tra cứu các báo cáo phân tích trái phiếu, biểu mẫu cập nhật hay hướng dẫn các thao tác. RM cũng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tất cả các vấn đề về giao dịch, sản phẩm, hệ thống tới TCBS, TC Invest, tài khoản chứng khoán kiêm công cụ đặt lệnh của RM. iWell, kết nối tài khoản thanh toán và tài khoản chứng khoán. Lần đầu tiên trên thị trường, tài khoản thanh toán tại Techcombank và tài khoản chứng khoán tại TCBS có thể kết nối toàn diện với nhau, giúp giảm thiểu thời gian và thủ tục chuyển tiền, qua đó tối ưu hóa trải nghiệm đầu tư của khách hàng. iConnect, hệ thống hỗ trợ khớp lệnh thỏa thuận trái phiếu trên TC Invest. Mobile Trading, ứng dụng đặt lệnh 24/7 trên thiết bị di động. Với bất kỳ vướng mắc nào, khách hàng có thể liên hệ chuyên viên chăm sóc khách hàng Priority tại các chi nhánh Techcombank để được tư vấn, hỗ trợ hoặc bộ phận kinh doanh và phân phối, khối ngân hàng đầu tư. Và cũng đừng quên iSupport, thư viện và cổng hỗ trợ trực tuyến cho RM. Xin cảm ơn.